đây cùng cà phê giá. Chào ngày mới tất cả quý vị, những khán giả thân thương của Cà Phê Sáng với VTV3. Cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi vào khung giờ này để cùng đến với những thông tin mới nhất và cập nhật nhất. Thì chúng ta sẽ cùng tới với một chuyên mục tiếp theo. Và trong chuyên mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong số những cái câu chuyện mà thực ra là không phải là một cái tín hiệu vui đâu ạ. Một câu chuyện đáng buồn mà chúng tôi đã ghi nhận được ở Mỹ. Đó chính là vào cách đây không lâu thì một người phụ nữ 23 tuổi có tên là Natalie Silva thì đã tử vong do việc là sử dụng một cái loại siêu vi khuẩn kháng kháng sinh sau khi sinh con trai đầu lòng của mình. Vâng, đó là một câu chuyện đáng buồn ở Mỹ. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì cũng còn có rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Và tôi xin được kể một ví dụ như sau. Đó là một trường hợp của chị Hát, 21 tuổi, một bà mẹ có con nhỏ là 5 tháng tuổi, đã ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Khi mà đến bệnh viện thì chị có những dấu hiệu như là sốt, ho và sụt xịt. Và bác sĩ đã chẩn đoán chị Hát bị nhiễm trùng máu, suy đa phủ tạng vì loại siêu vi khuẩn kháng thuốc. Và hai trường hợp mà Thái Dũng và Mai Trang vừa kể cho quý vị, đó chính là hai trường hợp nằm trong số ít của rất rất nhiều những trường hợp hàng triệu ca chết vì kháng kháng sinh mỗi năm trên thế giới. Vậy kháng kháng sinh là gì và để dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết của chứng kháng kháng sinh và cách điều trị của căn bệnh này sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong câu chuyện của buổi sáng ngày hôm nay cùng với biên tập viên Hồng Nhung và những vị khách mời. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có hàng triệu người chết do kháng thuốc. Và theo một thống kê của Anh, tới năm 2050, số người chết do bị kháng thuốc kháng sinh sẽ là khoảng 10 triệu người, nhiều hơn cả số người chết mỗi năm do ung thư. Đây là mối hiểm họa nhiều mặt đối với sự sống còn của con người, như sức khỏe, kinh tế và đặc biệt làm giảm hiệu quả các phương pháp điều trị kinh điển. Việt Nam là một trong các nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao trên thế giới. Từ năm 2009 đến nay, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần. Theo số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, tỷ lệ kháng sinh được bán không có đơn của bác sĩ ở thành thị là 88% và ở nông thôn tới 91%. Những thông tin cực kỳ đáng báo động. Vì sao lại có cái tỷ lệ này? Kháng kháng sinh là gì? Nguyên nhân của nó? Và tầm quan trọng những hậu quả gây ra? Và cách để chúng ta có thể phòng chữa. Tất cả những điều đó sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chuyện bên ly cà phê ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai bác sĩ. Bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương. Và xin được kính chào bác sĩ Lương Quốc Chính, khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, trước hết là chúng ta cần phải trao đổi kháng sinh là gì? Thưa bác sĩ Ngãi ạ. Kháng sinh là một cái dược chất được ứng dụng để tiêu diệt hoặc là kiềm hãm sự phát triển của vi sinh vật. Hiện tượng kháng kháng sinh xảy ra khi mà vi sinh vật không bị tiêu diệt, cũng không bị kìm hãm dưới sự tác dụng của kháng sinh. Thế thì cái điều nguy hiểm là các cái vi sinh vật đấy nó vẫn tồn tại, nhưng mà cái nguy hiểm hơn là cái đặc tính kháng kháng sinh đấy được vi sinh vật truyền lại cho các cái thế hệ sau. Và hơn thế nữa thì nó có thể lan truyền cái đặc tính kháng kháng sinh cho các vi khuẩn khác loài. Loài người thì mất 2.000 năm thì mới có được 100 thế hệ. Nhưng mà với vi khuẩn thì cứ mỗi 15 phút thì nó đã nhân đôi. Và cứ 24 tiếng thì đã có 100 thế hệ. Và cứ 10 ngày thì đã có 1.000 thế hệ. Thì nếu mà một cái đặc tính kháng kháng sinh mà được vi khuẩn lan truyền với cái tốc độ như vậy thì chúng ta thấy là cái tính nguy hiểm của kháng kháng sinh nó lớn như thế nào. Và tại sao Việt Nam chúng ta lại có cái tỷ lệ kháng kháng sinh cao đến như vậy? Có thể nói là đất nước chúng ta thì là đất nước nhiệt đới. Vì thế cho nên là cái mô hình bệnh tật thì các cái bệnh nhiễm trùng vẫn là chủ yếu. Rồi sử dụng kháng sinh nó cũng thành một cái thói quen nó khá phổ biến trong nhân dân. Nhân dân điều trị kháng sinh thì bằng kinh nghiệm, bằng thói quen, thậm chí là mách bảo. Và cái việc mà tìm kháng sinh để tự điều trị nó cũng hết sức dễ dàng. Chắc là bây giờ cũng nhiều người đang quan tâm là dấu hiệu khi mà người ta bị kháng kháng sinh nó sẽ như thế nào. Bác sĩ Chính có thể chia sẻ cụ thể với quý vị khán giả. Không có một cái dấu hiệu đặc hiệu nào để cho biết là vi khuẩn đã kháng thuốc hoặc là cái bệnh này là do vi khuẩn kháng thuốc gây ra. Đấy. Có chăng chỉ có một cái gợi ý là gì? Khi mà điều trị một cái bệnh nhiễm khuẩn cụ thể bằng một loại kháng sinh nhất định mà bệnh không khỏi, mặc dù là điều trị một cái thời gian kéo dài. Chính vì mà không biết đấy và không có cái yếu tố đe dọa trên là người dân họ coi thường. Cứ thế mà tự mua thuốc kháng sinh không theo đơn của bác sĩ. Vâng, có cái nguyên nhân nào mà nó do môi trường hay là do những cái điều kiện khách quan khác mà chúng ta không thể kiểm soát được không ạ? Kháng thuốc ấy thì có hai cái môi trường là ở ngoài cộng đồng và trong bệnh viện. Đấy, thì ở ngoài cộng đồng các cái bệnh lây nhiễm do thức ăn,
do các vật liệu xây dựng hoặc bất cứ một cái cành nào mà nó có điều kiện cho vi khuẩn phát tán. Trong nhiều năm trở lại đây, ở các khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh Bạch Mai thì có tới 60% là bệnh nhân bị nhiễm trùng khi đang nằm điều trị tại bệnh viện. Có những bệnh nếu mà không bị nhiễm trùng thì có thể bệnh nhân hồi phục được, nhưng chỉ sau 3 đến 5 ngày đấy, bệnh nhân lại có biến chứng nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc thì có thể là cái bệnh lý sẽ nặng nề hơn, thậm chí là tử vong. Thực sự khi mà nghe hai bác sĩ chia sẻ xong thì mới hình dung được là nó nguy hiểm thế nào và nó có thể đến với bất cứ ai trong số chúng ta. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận câu chuyện này với một góc độ xa hơn, đó là làm thế nào để chúng ta có thể phòng tránh và tự bảo vệ bản thân mình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những phần tiếp theo trước khi chúng ta quay trở lại câu chuyện với hai bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần đầu tiên của câu chuyện ngày hôm nay và có lẽ rằng đây vẫn là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải đáp, và tất cả những cái phần giải đáp chúng ta sẽ còn để lại ở phần sau của chương trình để cùng xem cái cách làm như thế nào để giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được bản thân khỏi cái tình trạng là kháng sinh. Còn quay trở lại với câu chuyện mà ít phút trước chúng ta đang cùng trò chuyện giang dở, đúng không ạ? Câu chuyện về siêu vi khuẩn kháng thuốc thì thưa quý vị, trong năm 2016 thì Liên Hợp Quốc đã từng có một cuộc họp khẩn để có thể cùng nhau bàn về cái vấn đề này và làm thế nào để đưa ra một biện pháp hạn chế tình trạng là kháng thuốc trên toàn thế giới. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thì đã từng lưu ý rằng đây không phải là một vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Kháng sinh là thực tế đang xảy ra ở hiện tại, xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, từ các nước đang phát triển đến các nước phát triển, từ nông thôn đến thành thị, trong bệnh viện, ra tới trang trại và ra cả cộng đồng. Và nó đang gây ra một sự đe dọa cho nền tảng sức khỏe của con người và sự phát triển vì sự an ninh của toàn cầu. Tuy vậy mà ở Việt Nam của chúng ta dường như còn nhiều người không để ý tới vấn đề này và vẫn còn có những cái biện pháp dành cho chính bản thân mình, tưởng như rằng là nó có thể giúp cho mình trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà về lâu về dài nó lại gây ra những hậu quả khôn lường bởi những vi khuẩn và kháng thuốc như thế này. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi để cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi đề cập tới trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Một phụ nữ ở tiểu bang Pennsylvania đã trở thành người Mỹ đầu tiên nhận xét nghiệm dương tính với một loại vi khuẩn có khả năng kháng tất cả các loại kháng sinh. Trước đó vào tháng 4, cô tới phòng khám với các triệu chứng giống như nhiễm trùng đường tiết niệu. Kết quả xét nghiệm dương tính với MCR1, gen đang khiến vi khuẩn trở nên kháng tất cả các loại thuốc kháng sinh, bao gồm cả loại thuốc mạnh nhất cuối cùng, colistin. Cứ hình dung một cách đơn giản là khi mà bệnh nhân nằm điều trị trong bệnh viện mà nhiễm phải các cái chủng vi khuẩn mà đa kháng hoặc là siêu kháng, như chúng ta vẫn thường dùng từ, thì đấy là một cái thảm họa với cả người thầy thuốc cũng như người bệnh. Chúng ta đã đang triển khai để có thể giảm thiểu được cái tình trạng này, không chỉ là nêu cao cái nhận thức cho những người bệnh trong việc tự ý mua kháng sinh để chữa bệnh, mà người ta còn nhận thấy một cái vấn đề là các bác sĩ trong những cái toa thuốc của mình thì cũng kê khá nhiều loại kháng sinh. Nói thật là bản thân các bác sĩ là không mong muốn như thế. Cái vấn đề ở đây lại là vì áp lực. Khi mà một bác sĩ điều trị cho một cháu bé chẳng hạn bị nhiễm trùng hoặc là một cái người bệnh bị nhiễm trùng đấy mà nó lâu khỏi đấy, thì bao giờ cũng nhận được cái sự phàn nàn từ chính bản thân của gia đình, thậm chí là gì, từ chính cộng đồng, viết hết lên trên mạng là bác sĩ này không mát tay, điều trị con lâu khỏi đấy, rồi bác sĩ này rất giỏi, chỉ 3 ngày bệnh nhân đã hết sốt. Thì họ cố gắng là làm sao để cho bệnh nhân được khỏi bệnh nhanh nhất, thì họ đã kê những cái thuốc kháng sinh ở cái thời điểm không cần thiết. Tôi nghĩ rằng là tất cả các người thầy thuốc thì đều mong muốn là có được một cái đơn kháng sinh hợp lý, hay nói một cách nôm na đó là rẻ tiền, hiệu quả để chữa trị cho người bệnh. Thế thì tiếp cận vấn đề này thì chúng tôi nghĩ là cũng cần phải có một cái giải pháp nó đồng bộ. Cái thứ nhất thì ngay cả trong bệnh viện thì cũng cần phải có một cái hệ thống phòng xét nghiệm chuẩn để mà đảm bảo được các cái thông tin đánh giá về vi khuẩn kháng sinh rất là chính xác, mà còn phải kịp thời nữa, để cho giúp cho các thầy thuốc lâm sàng có thể các cái thông tin kịp thời lựa chọn được những cái kháng sinh thích hợp. Cái thứ hai thì chúng tôi nghĩ là các cái hướng dẫn cũng như là các cái phác đồ thì phải tiếp tục được phát triển ở cái tính ứng dụng một cách hết sức thuận tiện. Và bây giờ thì cũng rất nhiều bệnh viện ứng dụng trên các cái phần mềm điện tử để có thể giúp cho người thầy thuốc nhanh chóng lựa chọn được các cái điều trị phù hợp. Cái thứ ba là chất lượng kháng sinh. Chúng ta muốn điều trị kháng sinh chuẩn, nhanh chóng khỏi bệnh thì cái chất lượng kháng sinh phải được kiểm soát. Cái thứ tư chúng tôi nghĩ là người bệnh phải có một cái sự tin tưởng, phải có một sự tuân thủ cũng như là ủng hộ cái
cái đơn của bác sĩ. Đã bao giờ mà các anh cảm thấy bất lực trước một cái trường hợp nào đó vì bị kháng kháng sinh hay chưa? Kháng kháng sinh từ trong cộng đồng hay gặp nhất đấy chính là cái các loại vi khuẩn Helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày tá tràng ấy. Thì tốc độ kháng kháng sinh rất là nhanh và rất là cao. Mình có một cái trường hợp mà khoảng 2 năm trước là vào soi dạ dày tá tràng thì có một cái loét ở dạ dày. Đấy, làm cái xét nghiệm thì có dương tính với lại dương tính HV. Cái phác đồ điều trị cái loại vi khuẩn này thì có khoảng tầm 4 đến 5 phác đồ. Đấy thì mình áp dụng cái phác đồ đầu tiên thì điều trị thì có khỏi. Nhưng sau đó khoảng tầm nửa năm thì lại tái phát lại, lại vào lại xét nghiệm lại con đấy lại dương tính HP. Bọn mình có làm một cái kháng sinh đồ của trường y đấy, sau đó trường y không làm được đấy thì thậm chí là phải gửi ra Singapore họ làm thì kháng tất cả với các loại kháng sinh. Nó thật sự đấy là một cái trường hợp rất khó. Vâng, chúng ta thấy là có rất nhiều những cái trường hợp đau lòng xảy ra cũng bởi vì nhận thức của người bệnh. Người ta vẫn thường nói là bây giờ mua kháng sinh giống như là mua rau ngoài chợ, nó dễ quá. Đi ra hiệu thuốc nào cũng có thể tự mình mua một loại kháng sinh nào đó để về tự chữa cho cái căn bệnh của mình. Bộ trưởng Bộ Y tế nước ta đã ra quyết định thành lập nhóm kỹ thuật về giám sát kháng thuốc giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020. Bộ Y tế cũng sẽ thí điểm giám sát mua bán thuốc bằng camera tại các nhà thuốc. Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ không còn tình trạng bán kháng sinh không cần đơn, đồng nghĩa người dân không thể tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh. Tiến tới mình nghĩ tin rằng là Bộ Y tế sẽ quy định cho tất cả các loại thuốc và phải kê đơn đấy, thì mới được bán đấy, chứ không riêng gì là thuốc kháng sinh. Mình có một số cái lời khuyên như thế này đấy, thứ nhất là khi mà đưa người nhà đi khám bệnh hoặc đứa trẻ đi khám bệnh nhất quyết là phải hỏi bác sĩ là cái thuốc kháng sinh có cần thiết cho bệnh của người nhà mình hay không. Cái thứ hai là nếu mà không cần thiết đấy thì phải có cái biện pháp gì để làm giảm cái triệu chứng đi. Có thể là bệnh nó kéo dài một chút nhưng mà có cái thuốc làm giảm triệu chứng đi thì người bệnh sẽ an tâm hơn. Và người dân cũng phải biết rằng là cái thuốc kháng sinh là chỉ để điều trị các cái nhiễm trùng do vi khuẩn chứ không phải là điều trị nhiễm trùng do virus. Cái viêm họng chẳng hạn thì có tới 40 đến 60% căn nguyên là do virus. Đấy trên là cứ thấy đau họng hoặc là sốt là cho kháng sinh là không đúng. Cái vấn đề thứ ba, không được sử dụng đơn thuốc của người khác để điều trị cho mình. Cái vấn đề về nữa là chưa hết liệu trình, bệnh đã cảm giác nó đỡ lên rồi thì nhiều người là tự giác bỏ thuốc đi, không uống nữa, như thế là sai lầm. Đấy thì bắt buộc phải dùng thuốc đủ thời gian, đủ liều lượng, đấy, theo cái chỉ định của bác sĩ. Vâng. Cuối cùng là gì? Không nên tạo áp lực cho bác sĩ là gì? Phải kê thuốc kháng sinh cho người nhà mình hoặc là cho con cái mình. Do tâm lý của người bệnh. Do tâm lý chung. Một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã từng nói là gì? Tiến tới, nếu mà chúng ta mà không có cái biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc ấy, thì có khi sau này thì chỉ cần một vết xước tay rất nhỏ có thể nhiễm trùng mà bệnh nhân có thể tử vong mà không làm gì được. Thế nhưng cũng còn một câu chuyện nữa mà có lẽ quý vị khán giả cũng quan tâm từ đầu chương trình đến giờ. Đó chính là việc nhiễm khuẩn ở bệnh viện. Cái này thì nằm ngoài sự kiểm soát của bệnh nhân. Các cái biện pháp về phòng ngừa nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện là một cái giải pháp mà người bệnh cũng hoàn toàn kiểm soát được. Chúng tôi hay dùng một cái từ hết sức đơn giản là khi nằm viện cũng phải nằm viện có trách nhiệm. Tất cả các bệnh viện thì đều có những cái hướng dẫn cho người nhà và người bệnh từ việc rửa tay, săn sóc vệ sinh cơ thể, vệ sinh buồng bệnh, các cái sinh hoạt như thế nào để đảm bảo giữ được an toàn cho chính bản thân mình mà giữ được an toàn cho bệnh nhân khác. Vâng, chúng ta đang nói rất nhiều về các biện pháp có đúng thể rồi. Góp phần hỗ trợ được trong cái việc phòng tránh tình trạng kháng sinh. Vâng. Tôi thấy có rất nhiều những bậc phụ huynh thậm chí bây giờ đi theo một cái xu hướng khá là tiêu cực, đó là không cho con mình dùng kháng sinh. Chúng ta không cực đoan là nhất quát là tẩy chay không bao giờ sử dụng kháng sinh, điều đấy nó cũng không đúng. Chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh khi nào mà thực sự có chỉ định, khi mà người thầy thuốc thấy rằng là các cái tình trạng nhiễm trùng của chúng ta chắc chắn là do các cái căn nguyên vi khuẩn mà cần phải sử dụng kháng sinh thì lúc đó chúng ta sử dụng kháng sinh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai bác sĩ đã đến với chương trình Chuyện Bên Ly Cà Phê ngày hôm nay và chia sẻ những câu chuyện thật sự hữu ích đối với quý vị khán giả. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta đã có một cái nhìn đúng đắn đầy đủ về kháng sinh, về nguyên nhân, về hậu quả của nó cũng như là những cách chúng ta có thể phòng tránh được. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp những câu chuyện trong chương trình Cà Phê Sáng với VTV3 ngày hôm nay. Một câu chuyện rất ý nghĩa và rất cần thiết đối với mỗi người. Và có lẽ rằng cái việc mà xảy ra những cái tình trạng kháng sinh như là hiện tại thì cũng bắt nguồn từ việc chúng ta rất chủ quan trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và nghĩ rằng là có thể bỏ một khoản tiền nhỏ để chữa cái bệnh tạm thời của mình, nhưng không nghĩ rằng cái hậu quả của việc đó có thể
dẫn tới việc là phải mất một khoản tiền lớn trong tương lai để chữa những căn bệnh lớn hơn và thậm chí là đôi khi còn không giữ được mạng sống của mình, đúng không ạ? Chúng tôi cũng không mong muốn gì hơn ngoài việc là tất cả quý vị khán giả của chúng ta sẽ nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe không chỉ của bản thân mình đâu mà còn của những người xung quanh nữa. Có như vậy thì chúng ta mới có được một cuộc sống thực sự trọn vẹn. Vâng, một câu chuyện rất là hữu ích và bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cùng với câu chuyện này, chúng tôi cũng xin khép lại chương trình Cà phê sáng với VTV3 ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sáng ngày mai.